Còn Sơn xin chào cô chú anh chị và các bạn. Hôm nay chúng ta sẽ cài đặt lại ngày giờ cho máy đo huyết áp cổ tay của Myrolife ha. Còn những video về những cảnh báo lỗi hoặc là cách lựa chọn thiết bị y tế thì vào Sơn có những video riêng. Rồi nếu cả nhà có gì thắc mắc thì gọi điện trực tiếp vào số điện thoại trên tiêu đề cả nhà ha. Rồi ví dụ chúng ta lâu ngày hết pin hoặc là sau khi chúng ta thay pin mới hoặc là chúng ta cài đặt sai ngày giờ thì bây giờ cài đặt lại như thế nào? Rồi cả nhà mình nhìn vào đây ha, nó có ba nút nhấn nè. Mình đè giữ cái nút đồng hồ 3 giây. 1, 2, 3. Rồi ở phía bên trên là nó chớp chớp ha. Tức là năm trước, sau đó chúng ta sẽ bấm vào chữ M. Ví dụ sau khi mà chúng ta bấm qua tới 2050 nó sẽ xây dòng trở lại ha. Rồi nếu ok thì chúng ta sẽ bấm tiếp vào đồng hồ. Đó, sẽ là tháng trước. Cả nhà ha, bấm chữ M nó sẽ xây dòng tới ngày 12. Đó, rồi mình chuyển qua ngày. À, này tăng cũng xây dòng 30 ngày nè. Rồi, tới giờ. Đó. Tới phút. Rồi, vậy là xong. Rồi, đó là cái cách cài đặt ngày giờ khá đơn giản. Nếu mà cả nhà mình có gì thắc mắc về các cái cảnh báo lỗi của các dòng máy đo huyết áp thì có thể liên lạc với Hoàng Sơn hoặc là xem lại những video tiếp theo ở trên kênh Sức Khỏe 60 Giây. Rồi, chúc bà con mình nhiều sức khỏe. Tạm biệt và hẹn gặp lại.